Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chuyên Anh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2023-2024 các bạn nha. Đề thi này bạn có thể tìm thấy trong tủ sách tự học hơn 100 đề thi chuyên Anh. Thầy đã hướng dẫn trên kênh YouTube nha, trăm mấy chục đề rồi bạn. Trong quyển này, hoặc là bạn có thể tìm thấy trong tuyển tập đề thi học sinh giỏi chuyên thành phố Hải Phòng. Ôi thầy nhầm, thầy xin lỗi các bạn. Ở đây là Vũng Tàu. Trong cái tập giống vậy nè, nhưng mà của Vũng Tàu nha. Đó, thầy đã share trên cái page học với tôi channel các bạn nha. Đó, trong quyển này của Vũng Tàu chứ không phải của Hải Phòng. Thầy mở nhầm. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giải cái đề thi chuyên Vũng Tàu này các bạn nha. Ở những video trước đó, thầy có nhận xét về phần nghe các bạn nha. Và chúng ta đã hoàn thành xong phần cấu trúc ngữ pháp nè. Đó, mình đã xong rồi nè. Word form. Close text các bạn nha. Guided close text đã xong rồi các bạn nè. Ở trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho bạn hai phần đọc hiểu nha của đề Vũng Tàu. Chúng ta sẽ làm cùng với nhau các bạn nha. Câu số 1 các bạn nè. Câu số 1. Chúng ta có thể suy luận từ đoạn văn rằng sự xuất hiện của những dải băng xen kẽ đó, nó quay xung quanh Jupiter được gây ra bởi. Gặp cái dạng câu mà suy luận đó bác, thông thường rất khó chịu nha, rất khó chịu. Các bạn tìm cho thầy chỗ nào có cái từ dải băng xen kẽ nè, rồi nó quay quanh Jupiter nè, rồi chúng ta suy luận nha. Trong cái câu này, bạn nào tìm được cái thông tin chỗ này nè? Các bạn nè, đây nè, chỗ này nha. Ở trong đây ta nói các bạn nè, đây chính là những dải băng sáng và xen kẽ. Cái mà quay xung quanh cái hành tinh ở tốc độ khác nhau. Đang nói tới Jupiter đó các bạn nha. Thì cái này chắc chắn là Jupiter rồi. Ở cái hành tinh Jupiter ở tốc độ khác nhau, trong những vĩ độ khác nhau. Thầy đọc cái câu này thì thấy rằng Jupiter nó rotate là nó quay rất nhanh. Cứ mỗi 9.8 giờ, kết quả là đám mây của nó. Cái mà được bao gồm từ những chất ammonia lỏng và đông á, đã được đánh thành những cái dải sáng và tối quay xung quanh hành tinh này ở tốc độ rất là khác nhau. Vậy thì cái lý do chính là Jupiter nó quay rất nhanh các bạn nè, nó rotate very fast. Bạn đã chọn thay câu C đúng nè. Đó, câu số 1 của C đúng các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ qua câu số 2 các bạn nè. Câu số 2. Trong câu số 2 này là câu từ vựng nha. Người ta hỏi các bạn từ Berzelii trong đoạn 2 nghĩa là gì? Từ này bạn đã biết thì làm luôn nè. Đó, bạn đã biết rằng puzzle là bị bối rối, bị khó hiểu. Chọn B luôn bạn. Đó, từ để từ vựng làm luôn. Thầy qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu số 3 các bạn nè. Cái kết luận nào mà đoạn 3 đó nó support? Thì đoạn 3 là đoạn 3 là đoạn nào? Đấy bạn nè, đoạn 3 nè. Và thầy dịch ra cái câu này nè, để thầy xem kết luận cái gì. Jupiter có lẽ là cái mẫu hành tinh được gìn giữ tốt nhất trong hệ mặt trời, Nebula, và với những vệ tinh của nó có lẽ chứa đựng những manh mối về nguồn gốc của hệ mặt trời. Có nghĩa rằng muốn biết nguồn gốc hệ mặt trời thì hãy nghiên cứu Jupiter. Đây, câu này đây. Các nhà khoa học có lẽ biết về sự bắt đầu của hệ mặt trời bằng cách nghiên cứu Jupiter. Các bạn nha. Câu số 3 thì đã xong. Bây giờ thì qua câu số 4 nè. Thì tác giả đề cập cái nguồn nóng này ở trong đoạn 3. Tại sao tác giả đề cập tới cái nguồn nóng này? Các bạn nè. Nguồn nóng được gây ra bởi sự co giãn trọng lực.
Thì trong bài các bạn nè, chỗ này người ta nói các bạn nè, Jupiter nó tỏa ra đó 2 lần sức nóng nhiều như từ mặt trời. Có lẽ đây là cái nguồn nóng được tạo ra bởi cái sự co giãn của hành tinh này. Thì ở trong câu số 4 này đó các bác, người ta đề cập tới cái nguồn nóng này để ví dụ một cái nguồn nóng với số lượng sức nóng mà Jupiter nó tải ra. Đó, cơ bản rằng cái nguồn nóng này là của Jupiter này tải ra. Cơ bản rằng đưa ra một cái nguồn nóng thôi. Còn ở đây là cung cấp chứng cứ, không chứng cứ nha, subtract possible source thôi, của Jupiter. Jupiter nó có cái nguồn nóng này. Thầy đã xong câu số 4 các bạn nha. Bây giờ thì qua câu số 5 các bạn nè. Câu số 5. Theo như đoạn văn, tất cả những câu dưới đây thì đúng ngoại trừ. Có nghĩa rằng một câu sai đó bạn. Câu này sai nè. Bạn đã đọc trong bài thấy câu này sai nè. Thì Jupiter đó là cái hành tinh mặt trăng xa nhất có đá trên bề mặt. Thầy không thấy đá các bạn trong bài nè. Trong bài ta định nghĩa các bạn nè. Jupiter đó nó là hành tinh gồm chất lỏng và khí và nó không có một cái chất rắn trên bề mặt hết nha. Có nghĩa rằng đó đây chính là câu này sai các bạn nha. Nó không có cái solid, nó chỉ có chất khí thôi và chất lỏng thôi bạn. Thầy và các bạn đã xong một phần đọc hiểu nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần đọc hiểu thứ hai các bạn nè. Thầy chuyển qua phần đọc hiểu thứ hai nhá. Đây câu số 1 các bạn nè, câu số 1. Câu số 1 thì tác giả gợi ý gì về cái thí nghiệm mà cô này có tham gia? Bạn chọn thầy câu D nhé. Cô ấy có rất ít sự hiểu biết về cái mục đích của nó. Vì sao các bạn nè? Vì cái lý do này các bạn nè. Đây nha. Vì cái lý do người ta đề cập chỗ này các bạn nè. Tôi đó không có nhiều cái sự thông minh hơn là chuyện gì đang xảy ra. Tóm lại, người này được chọn để tham gia một cái cuộc thí nghiệm. Và người này không có đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy ra. Nha, đó câu hỏi ấy không có biết cái mục đích của cuộc thí nghiệm. Theo câu số 2 các bạn nè. Câu số 2. Thì trong câu số 2 các bạn nè, cái quan điểm nào về cái Nietzsche phát này trong đoạn 3 thay thế cho. Rồi trong câu số 2 các bạn nè, Nietzsche phát này là cái gì? Đó, Nietzsche phát này là cái gì? Thì trong câu số 2 bạn chọn thầy câu C đúng nè. Có một cái sự liên quan giữa âm thanh và mùi. Rồi đầu tiên nha, thầy sẽ đi tìm cái Nietzsche phát này. Rồi thầy sẽ suy luận các bạn nè. Đó, đương đầu với cái Nietzsche phát này. Và Nietzsche phát này là cái gì? Bạn nào đọc cái đoạn này nè, cái đoạn này chính là Nietzsche phát đó. Nhưng cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những mùi khác nó liên tục biến đổi, nổi lên theo thời gian. Và nó dường như rằng âm thanh và mùi đó, thỉnh thoảng tạo thành những cặp đôi rất khó xảy ra. Đó, tạo ra những cặp đôi có vẻ như rất khó xảy ra nhưng xảy ra. Đây chính là Nietzsche phát này. Và nó là những cặp đôi là có sự liên kết với nhau nha. Đó, bạn chọn cái thầy câu câu C nè, có sự liên kết giữa âm thanh và mùi. Theo câu số 3 các bạn nha. Câu số 3 các bạn nè. Trong cái cuộc nghiên cứu của hai người này thì cái sự kết nối giữa âm thanh và mùi á trong những con chuột á được khám phá bởi tình cờ. Thầy chọn tình cờ nha. Vì sao các bạn nè? Vì sao chọn tình cờ nè? Số 3 nè. Trong bài ta nói các bạn nè. Đây nha, chỗ này nói nè. Ban đầu thì họ chỉ nhằm mục đích để đo lường các tế bào khứu giác trong những con chuột được gây mê nó phản ứng với mồi. Đó, ban đầu họ chỉ muốn làm cái chuyện này thôi. Nhưng mà sau đó trong bài test thì người này chú ý rằng mỗi lần ông ấy để cái tách cà phê xuống cuộc cạnh của cái thí nghiệm á
thì những tế bào con chuột nó rất là bị kích thích nha. Rồi tìm ra được một cái hướng đi mới đó, ban đầu cái này tìm được hướng đi mới. Câu số 3 các bạn chọn thay câu, câu A nha, câu A các bạn nè. Bây giờ thầy qua câu số 4 nha, câu số 4 các bạn thì tác giả nói gì về cái thí nghiệm được miêu tả trong đoạn đoạn văn 5? Tác giả nói gì về cái thí nghiệm được miêu tả trong đoạn văn 5? Rồi bạn đã chọn này có C đúng nè. Cái sự liên tưởng giữa âm thanh và mùi rất là nhất quán. Vì sao chọn nhất quán nè? Trong bài nói với bạn nè. Trong bài vô bạn để bạn nè. Những người tham gia được yêu cầu để mà ghép đôi những mẫu khác nhau. Ghép đôi. Sau đó họ match. Có nghĩa rằng họ họ ghép đôi á. Họ nối cái này cái kia á. Và những cái dụng cụ phù hợp. Và theo cái mức độ thì kết quả rất thú vị. Piano đó thông thường với cái mùi hương trái cây và những cái mùi hương xạ hương có vẻ giống như đồng, có nghĩa rằng nó rất nhiều người mát thì rất là interesting luôn, nó rất là nhất quán. Piano cái này kia nó không có lộn xộn các bạn nha. Bạn chọn thay câu, câu C đúng. Bây giờ thì qua câu số 5 các bạn nè. Thì tác giả cảm thấy như thế nào về cái tính áp dụng các bạn nha. Đó, cái tính áp dụng. Cái ý nghĩa rộng hơn của cuộc nghiên cứu. Bạn nào chọn thì câu B đúng nè. Không dễ dàng là cái kiến thức này được đạt được, có lẽ được áp dụng. Thầy chọn câu B bởi vì sao nè? Rất khó để áp dụng. Chỗ này ta người ta đưa rất nhiều câu hỏi các bạn nè. Đây nè, chúng ta có thể thấy sự hợp tác giữa nhạc sĩ và đầu bếp không? Để tạo ra đồ ăn thức uống liên quan đến âm thanh mùi không? Bạn có đặt một ly cà phê mà có âm thanh gợi nhớ cho bạn cái mùi thích nhất không? Hãy suy nghĩ về chuyện này. Điều đó có thể chỉ là một khái niệm mà bạn hy vọng rằng những dây chuyền cà phê nó sẽ không có áp dụng nha, không có get rau tù, không có thực hiện sau khoảng thời gian rất dài chần chừ. Rồi bạn chọn thầy câu, câu B nha. Đó, chọn thầy câu B bạn nè. Không dễ dàng gì được áp dụng, đặt ra rất nhiều câu hỏi. Thầy và các bạn đã xong phần đọc hiểu nha của đề thi chuyên Anh thành phố Vũng Tàu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bạn nào xem like giúp thầy cái. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những video khác thầy sẽ tiếp tục làm các bạn nha. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Thầy dừng đây.